chắc chắn khá nhiều mẹ bỉm sữa đã từng dò đầu bứt tóc vì chuyện làm thế nào chiều chồng sau khi ở cử. Dù sinh mổ hay sinh thường thì nghĩ đến việc quan hệ lắm mẹ cũng sợ toát mồ hôi hột. Nếu quan hệ thì sợ rách vết mổ, đau chỗ đẻ, nhưng nếu không đáp ứng thì chồng dễ ngoại tình. Vậy làm thế nào để xử lý đây? Hãy tham khảo ngay cách né đạn thần sầu của Vormom chính Thanh Trần, người cũng vừa trải qua cơn bối rối khi phát hiện lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của chồng chỉ toàn câu đẻ mổ xong bao lâu thì quan hệ được. Thanh Trần vừa hạ sinh bé gái thứ hai hồi đầu tháng 9 vừa qua. Là Vormom có lượng fan khủng nhất hiện nay với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi, không có gì khó hiểu khi Thanh Trần vừa chia sẻ mẫu chuyện hài hước của hai vợ chồng liền nhận được tương tác rầm rộ từ cư dân mạng. Đặc biệt là hội chị em, bởi Thanh nói trúng nỗi lòng bao người muốn thét lên cho cả thế giới biết. Trước đó, Thanh Trần kể lại rằng ông xã Khánh Đặng không đề cập ngay đến chuyện muốn thân mật với vợ, mà khiến cô bất ngờ bằng hộp quà iPhone 11 Pro Max mới tinh, rồi sau đó mới dòng do gà gẫm trắng trợn, anh tặng quà vợ rồi vợ cũng đáp lễ lại đi. Sự thông minh hài hước của Khánh Đặng khiến dân tình cười lăn cười bò, nhưng phản ứng bá đạo của Thanh Trần mới là điều khiến chị em vỗ tay tâm đắc. Đang ngồi cắt móng chân, Thanh Trần sung sướng vô cùng khi nhận được món quà bất ngờ từ chồng. Tình cảm gắn bó của vợ chồng Thanh Trần khiến dân tình ga tô vô cùng. Ai cũng biết Thanh khá lầy và yêu chồng, nên cô nàng thay đổi cách xưng hô với chồng khá thú vị, đập hộp iPhone 11 Pro Max. Hên quá đang ở cử, chứ không là tối nay mệt mỏi với thằng Khánh rồi. Cảm ơn món quà của anh, người đàn ông luôn bị vợ chửi nhưng luôn dành những gì tốt nhất cho em. Từ lúc đi đẻ ra về phòng hồi sức đã có bó hoa hồng to chà bá tặng vợ yêu, về nhà thì đăng ký dịch vụ làm đẹp sau sinh cho vợ mặc dù làm xong tao vẫn chưa đẹp, chắc tại nghiệp tao nặng. Cơm ở cử chồng nấu cũng rất ngon, nói chung mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi chiều nay tao đọc được lịch sử tìm kiếm trong điện thoại nó, đẻ mổ sao bao lâu quan hệ lại được. Tao nhắc lại lần nữa là bác sĩ dặn 2 tháng nha. Hình ảnh vừa đáng yêu vừa ý nghĩa khi Thanh Trần vừa bế dỗ con khóc, vừa cố gắng bóc quà thật nhanh. Ông bố hai con tỏ ra rất máu lửa chuyện ham nóng lại tình cảm với vợ, song Thanh Trần đã dập tắt ngay ý đồ bằng cách bố ta tớt lên cho hội chị em súng vào cười. Mới 22 tuổi nhưng vợ chồng Thanh Trần đã có 2 bé đủ nết đủ tẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui nhộn. Quân mơm chính xài thành quả thực không làm fan thất vọng, chuyện tế nhị khó xử từng làm vô số chị em sức mẻ với chồng lại được Thanh Trần giải quyết nhanh gọn, khéo léo mà không khiến cho chồng bực bội. Thanh đã từ chối ông xã thẳng thừng bằng cách nhắc lại lời khuyên của bác sĩ, chắc biết rõ là Khánh tìm hiểu cho vui thôi chứ vừa đẻ xong chưa được 1 tháng, ai nỡ bắt vợ làm chuyện ấy ngay và luôn. Bên cạnh đó, nhiều cô nàng cũng tỏ ra khen tị vô cùng, ước ao có người chồng tâm lý, yêu chiều vợ như ông xã Thanh Trần. Vẫn biết trên đời khó tìm được soái ca hoàn hảo như trong mộng, nhưng chưa đến giờ đi ngủ thì thôi, ngắm tạm chồng nhà người ta cũng được rồi chị em.